động đơn giản. Thì hôm bữa cái nhóm của mình là vận động, thì các bạn còn nhớ cái vận động đơn giản của mình là sao mà bạn là có cái flash không, các bạn xem vận động đơn giản là sao, đó là sao chịu giờ là của dạng đẹp là đơn giản, và bắt đầu một phối hợp nhiều ngón vô tay là có hợp như hai tay thì đó là vận động của bạn. Và đó đặc điểm là cái vùng gọi là vận động bên phải sẽ chi phối cho những người bên trái, và vận động bên trái sẽ chi phối cho những người bên phải, và theo hình vận động là tay mặt ở phía dưới và mặt ngoài bánh đầu ngã, còn chân thì ở trên và trong bánh đầu. Thì cái vùng gọi là bộ nguyên phát này nó sẽ nhận các nhận cái vùng thông tin từ nhân vụ sau lên người thị từ tiểu não, và vùng gọi là cảm giác bản thể và cái vùng vận động bộ. Đó là về cái vùng vận động nguyên phát của mình. Cái vùng vận động thứ hai đó là vùng vận động phụ, thì đây là cái vùng vận động phụ của mình. Thằng phía sau bánh đầu thì nằm ở vị trí này, can can cái mặt bánh đầu mình đây, thì nó sẽ nằm ở trong vị trí của vùng vận động nguyên phát, và nó sẽ tham gia vào điều khiển các cái động đơn giản tương tự như là cái vùng vận động nguyên phát. Và nó có ý nghĩa là sẽ phù trừ trên cái vùng gọi là vận động nguyên phát. Khi là mình tổn thương cái vùng gọi là vận động nguyên phát thì nó cũng còn cái chức động đơn giản của vùng vận động phụ. Còn cái vùng vận động thứ ba đó là vùng điện vận động nằm ở vùng điện sáu của nam, điện vận động của mình vùng vận động của nam thì nó sẽ giúp vận động chủ yếu các cái quá trình cảm giác và gây ra vận động của nhiều vùng cơ. Thế như cái vùng vận động nguyên phát và cái vùng vận động phụ nó chi phối được cái cơ cụ thể, thì em nhớ cái hình bản đồ tấm chiếu của các cái cơ quan trong vận động của mình cái vùng điều động nó sẽ chi phối rất là nhiều nhánh cơ, nó được gọi là cái điều động phức tạp, khác với lại cái vùng điều động hay vùng động phụ. Đây là cái bài tóm tắt ha, cái vùng điều động của mình. Thì đây cái hình ảnh lại các bạn lưu bác em một rồi, là hồi nãy mình cũng tả là gì, ở phía mặt trong ở mặt ngoài bánh đầu này, ở mặt đầu ở phía này trên nó sẽ là phối cho cái tay mặt hay là điểm ha. Còn ở mặt trên trong bán cầu trên là phối cái chân, sau mình cần cái quay mặt này để bố. Nếu mình có thể có cái hình các em sẽ thấy là cái tôn bố mạch máu nuôi cho nó sẽ có các dòng mạch não trước trong nhiều năm sau sẽ chi phối cho bán cầu trong bán cầu. Thì nếu như nó tắt một cái vị trí một cái nhánh nào đó của cái động mạch não đó thì nó sẽ tương ứng nhiều nó bị thiếu máu nuôi ở đây. Thì em thấy bệnh nhân biểu hiện là bị viêm phèn, lúc này bệnh nhân có liệt nguyên nửa gì không? Không. Nếu như xui xui đang bị dính ngang mổ nhiều máu tắt cái chỗ này, các bạn thấy rõ ràng là bệnh nhân sẽ gì giảm cái tuổi đầu của những khu vực bàn chân cẳng chân thôi, không có lý do gì mà bị nguyên nửa người khi là mặt tay chân hết. Hay là nếu như bệnh nhân bị đổ nhiều máu rộng hơn đi trong khu vực này thì sẽ thấy biểu hiện bệnh nhân có thể là liệt tay chân, nhưng mà liệt tay sẽ nặng hơn là liệt chân. Đó là bệnh nhân sẽ thấy là yếu chân mà liệt mất vận động của tay. Đó là lý do vì sao mà mình cần nhớ cái vị trí này. Thứ hai nữa là chúng mình sẽ coi cái sự phân bố động mạch não cung cấp cho các cái vùng bánh đầu não này làm sao ha. Rồi, chờ tới vùng bảo đảm cảm giác thì nó sẽ có cái vùng nào cảm giác cơ thể ngay ở phía sau và sau trung tâm. Nó cũng có một cái sơ đồ cũng chiếu tương tự như là cái vùng quảng não vận động của mình. Chị ơi, cái số điện nó hơi khác một chút thôi. Rồi cái ngoài ra nó sẽ có các cái vùng quảng não cứng nhét, thì nhét, cứng nhét nằm ở các cái vị trí hoặc cái vùng nghe thì chắc quý vị không ha, là vùng quảng não liên hợp. Thì vùng quảng não liên hợp nó sẽ giúp cho mình có năng lực nhận thức, thì khi mình nhìn như vậy thì chắc là mình đã thấy được cái phần ấn là gì, hay là mình nghe được nó thì chắc mình đã nhận thức ra được cái tiếng đó là tự nhiên đây là tiếng chuông hay là tiếng người nói vân vân, là cái vai trò của quả tim hoặc này cái nhận thức thì cái mình có thể cái này là trung tâm khi mà biết này vận động và phía sau chỉ là cảm giác có các cụ cảm giác thân thể thân cảm giác cụ là vị giác cú giác thân giác rồi.
thì chúng ta so sánh cái công cụ chức năng của động cảm giác trên bản cầu não của mình, anh thấy hầu như là gần như là tương tự ha. Cái phần nhận thức cho cái việc phân phối của động cảm giác của bàn tay mặt nó rất là nhiều, chỉ có rất là nhiều để có thể thực hiện được các cái cử đầu ha, hay là cảm nhận rất là tinh vi so với lại chủ yếu là việc chân hay là các cái bộ phận khác cơ thể. Một cái phần vỏ não quan trọng nữa có thể mình lưu ý đó là cái vỏ não ngôn ngữ thiết và cung trang. Quế và cung trang là cái gì? Vỏ não trực tiếp nó sẽ là có hai gì? Cái gì là ở bên trên thì hai hai là một chỗ của mỗi lần chạm thái dương là vị chính. Nó có chức năng là thì là việc là hiểu được ngôn ngữ. Ví dụ như giờ đây chị đang nói chuyện với các bạn nghe và hiểu được rất là nhờ cái vùng trực tiếp. Thế nhưng mà bị tổn thương này, các bạn nghe giống như đó là một cái ngoại ngữ gì đó nghe mà không hiểu gì hết. Hoặc cái lợi từ một cái ngôn thứ hai là nghe cái nội dung của đó khó hiểu của mình hiểu được, thì không phải là do quyết định của mình có vấn đề, do cái khả năng diễn đạt chưa đó vấn đề ha. Thế nhưng không hiểu gì đó coi như bạn đó cũng phải tại mình nha. Thì cái vùng trực tiếp này nó sẽ liên quan đến chuyện là gì? Mình hiểu được cái lời nói của người ta hoặc là mình đọc chữ mình hiểu được. Thì cái gì 22 thì nó sẽ liên quan đến là gì? Hiểu được cái lời nói. Còn cái gì số 39 là mới được chặt cái dương này, hiểu được chữ viết. Nhìn chữ viết như thế này các bạn hiểu được hết, tức là do nhờ cái vùng 39 của các bạn còn nhiều bạn. Thì người ta thấy là nếu như mà tổn thương cái vùng trực tiếp này thì sẽ mất cái chức năng hiểu ngôn ngữ. Cái này mình nghe là nói mình hiểu gì chưa đó, nói gì mình cũng cười đó, nói gì mình cũng cười nha, mình sẽ trả lời mình hiểu rồi, trả lời mình chỉ là người ta đang nói mà mình sẽ cố gắng trả lời vậy mà nhân viên nó không có biết nó ai nào gì với cái nội dung mà người ta đang nói mà. Thì cái vùng trực tiếp này những công nhân mà bị tổn thương vùng trực tiếp này em sẽ thấy là khi bệnh bác sĩ tới hỏi họ bác hôm nay biết người có khỏe không, thì họ sẽ trả lời là hôm nay sáng nay tôi đứng ra tôi thấy trời mát quá hay gì đó mình xưa liên lạc rồi. Thì thấy là cái câu trả lời của họ bệnh nhân sẽ hoàn toàn không có gì vô cái trọng tâm mà mình hỏi về trừ như là giờ bác thử nắm chặt tay bác sĩ coi em đang khỏe không, thì họ không làm được bởi vì họ không hiểu họ làm được nhưng mà họ sẽ cố gắng tìm cách là chứng tỏ như là mình hiểu bác sĩ đang nói gì đó nên họ sẽ thường là sẽ cố nói rất nhiều cái nội dung nào đó khác để giả vờ như là mình hiểu mà tới là họ không hiểu gì cả. Cái vùng gọi là ngôn ngữ quan trọng thứ hai hay mình lưu ý đó là cái vùng cung trang ha, nằm ở phía vùng 45 trên cái cầu ung thế. Thì mình lưu ý cả cái vị trí của cung trang này nó đều nằm ở trên cái bán cầu não ung thế. Tuy nhiên các bạn người tay phải thì bán cầu não ung thế còn là bán cầu não trái ha. Thì cái vùng vị trí của cung trang của mình sẽ nằm ở trên bán cầu não trái. Cái gì mà mình bị bắt một cái là bệnh não thì mình phải tương ứng với lại cái vị trí của vị 22 45 gì đó, các bạn sẽ thấy là không có bị liên quan gì đến vấn đề ngôn ngữ cả. Tại vì chỉ ở trên bán cầu ung thế thì nó có chức năng là gọi là ngôn ngữ, còn ở bên cái bán não còn lại thì nó sẽ là thay thế một cái chức năng gì đó khác chứ không còn là chỉ cái chức năng ngôn ngữ luôn cả. Thì cái vùng không gian này nó rất là lập chương trình phối hợp cho các anh. Bây giờ các bạn có thể nghe các bạn có nói rằng chẳng là mình phải lập cái chương trình là mình sẽ nói thứ tự các cái chữ trước sau như thế nào. Thứ hai các bạn thấy là yêu cầu là cái dân thân của mình thanh quản miệng tuổi phải đọc ra làm sao để người ta hiểu được. Đó là bài tập không gian sẽ lên cái mặt này để truyền đến cái vùng quan trọng đầu để đó là phân phối cho vận động của các cái cơ ở mũi ở miệng ở dân thân của mình năng để tạo ra cái lời nói. Thì cái vùng quan trọng nó có liên hệ chặt chẽ với vùng trực tiếp và cả cái vùng vận động phụ nữa. Nếu như bệnh nhân bị tổn thương thì mình sẽ gặp vấn đề là khó di đạt bằng lời. Thì mình hỏi thì hôm bữa các bạn còn nhớ các bạn cái nhóm từ về và nam bộ đầu đó có cái ông bệnh nhân hỏi cái gì nào cũng trả lời lại với bạn à đó đúng không, nhưng mà khi mà ông mặc dù ông miệng ông phát ra là tan thôi nhưng mà ông thể là hỏi ông là bị bệnh bao nhiêu lâu rồi chẳng hạn, thì ông thể là đưa hai ngón tay lên thì trả lời mình đã bị bệnh 21 năm hay là giờ mình khi mà không biết lên cái gì như ông không bị vấn đề về yếu liệt gì quá thì ông có thể vẽ mặt lên một đúng cái trả lời được cái vấn đề của mình. Mình hỏi nên người bị tổn thương cơ quan em sẽ thấy là họ sẽ phát âm ra những tiếng vô nghĩa và lời rạc
không chỉ đẹp được nhưng mà khả năng hiểu được rất là tốt. Và nếu mình yêu cầu họ biết được tăng hay là họ tìm cách là họ làm cái cơ thể ha, cơ trả lời họ có thể trả lời đúng và chính xác được. Thì với cuộc đánh thức này thì em thường nhắm nhiều đến cái cuộc biết và cô gan một phần không hiểu, một phần là người đấy thì là biết cho bị phát âm, nhưng mà mình tới thế này nó còn sẽ có các cái đánh thức khác cũng như là hồi gốc hay là bó khôn sẽ tham gia vào ngôn ngữ. Thì bó khôn nói hai cái cuộc biết và cuộc cô gan, nhưng mà cũng vừa biết bó khôn này bệnh nhân mất khả năng học lại lời nói. Khi là giờ thì sẽ là con gà, cái chai, khi bố chẳng hạn chị nói ra cái lọc đó thì chị yêu cầu bệnh nhân lọc lại thì đúng. Có cái người bình thường sẽ lọc lại thì không có vấn đề cả, nhưng mà nên người cũng hư cái con cung thì họ sẽ không lọc lại được, hiểu thì họ hiểu được, họ lọc lại thì họ không thể lọc lại được. Đó là gì? Vậy thì người ta nói mình hay nói là mình gọi là môn thử cái đi vào vô ca này nó sẽ nằm ở trên của các cậu cũng thế. Chị như tư ứng có thể yêu cầu bệnh nhất cô gan mà nằm ở bên cạnh cổ cung thế thì nó sẽ thấy nó là cái gì? Thì như nó là nó sẽ có những cái khả năng tội hơn, tự nhiên là ăn cảm giác sẽ tội hơn. Và người ta nói một vấn đề đó là cái vùng não tương ứng ở bên cạnh cổ cung thế nó sẽ cho mình hiểu được cái ngữ điệu, cái dòng điệu của cái lời nói ha. Ví dụ như các bạn thấy là hôm nay buồn lắm thì các bạn sẽ nói như nó không có nhiều cách nói mà là hôm nay buồn lắm, các bạn sẽ nghe là nghe cảm giác là buồn được, nhưng mà nói đây là buồn lắm thì các bạn thấy đó là cái hai cái câu đó, cái giọng điệu nó, cái ngữ điệu nó hoàn toàn khác nhau. Thì nếu như mà thì cũng như cái buồn bỏ não tương ứng nè, buồn bị tiếng và buồn nghe tương ứng ở cái bên cái não, không như thế thì nó sẽ mất cái khả năng là hiểu được cái cảm xúc ở trong cái câu nói đó là gì. Thì các bạn lưu ý là bệnh viết của cô chỉ có nằm ở bên cầu não cung, bán cầu não cung thế mà thôi. Bên bán cầu não cung thế thì nó không có hai cái buồng này, nó sẽ thêm với một cái thằng khác. Cái thứ hai thứ hai nó sẽ biết công việc, hiểu được cái ngữ điệu của trong cái lời nói là gì. Thì cho nên cái bệnh nhân mà bị tổn thương cái buồng bỏ não tư ứng nè, không ở bên bán cầu cung thế thì chỉ mình cho họ một cái câu ăn chẳng hạn đi. Mình kêu họ là giờ tự nói cho họ một cái câu này mà mới giờ buồn chẳng hạn, vui thì họ sẽ không có khả năng họ diễn tả được các cảm xúc khác nhau. Là cái vị trí của vùng cô ca và vùng cứ nghe của mình ha, đây mình sẽ cùng một cái hơn màu đỏ này các bạn. Và cái vùng cô ca ở vị trí này có dạng này thì ví dụ này thấy là như gọi như nói một cái từ nghe thì khi mà nói tới cái vùng bỏ não cũng nhét của mình. Đây, và từ bỏ não cũng nhét sẽ được truyền tới vùng trái để hiểu coi là gì. Hiểu biết là, hiểu là người ta yêu cầu mình nói là cái từ người ta vừa mới nói cho mình nghe. Cái chuyện thứ hai mình hiểu được rồi đó, ta mình nghe từ đó rồi giờ mình sẽ đưa cái dữ liệu thông tin đó tới vùng cô ca để coi là giờ nói cái từ gì nhưng mà lại từ chính xác của mình. Thì giờ mình có một cái hai từ và phải đọc lại thì sao nó sẽ lên cái kế hoạch và nó sẽ đi lên từ bộ não vận động để giúp cho bệnh cảm. Hay là mình đọc, mình nói một cái từ mình viết lên trên bảng đi thì nó sẽ phải thông qua cái vùng vị giác vùng để là nhìn thấy được chữ đó là chữ gì và cũng phải qua vùng biết để giải mã thôi. Từ có nghĩa là gì? Cái yêu cầu của người ta đối với mình là gì? Nó yêu cầu mình là nói được cái từ mà nó viết trên bảng hay hàng phải hiểu được mới làm được, đúng không? Thì đây là một cái phần mà người ta này nó sẽ được là hoặc là cái Android mà nó sẽ là functional Android, các bạn sẽ thấy được cái mức độ. Thì là khi mà các cái vùng nó hoạt động thì cái mức độ chuyển hóa glucose của từng cái vùng nó sẽ khác nhau, vùng nào nó hoạt động nhiều thì cái mức độ sử dụng glucose nó sẽ càng cao, thì người ta sẽ biểu hiện các cái bệnh. Nếu như mà nó bị mất một nắm tổng độ tối đa thì là người ta đang sử dụng rất là nhiều và đang chuyển hóa đang hoạt động tối đa ha, trong dần dần nó xuống đi tới cái khoảng một tiếng này cũng như là người đó hoặc như là hoạt động gì máy không có cái mức độ
sự điều khiển của cơ thể bằng đầu ngược lại. Thì các bạn thấy là khi mà nghe những từ, cái từ, nhìn cái từ, như là đọc từ hay là phát âm thì nó sẽ tương ứng các cái vùng cỏ não khác nhau. Như các bạn thấy là khi mà phát âm được thì cái vùng não này bạn thấy tương ứng với cái vùng nào mà nãy mình đã nói, vùng này tương ứng với vùng cơ gan. Các bạn thấy tương ứng với vị trí đây, tương ứng với cái vị trí của cơ gan mà nãy mình vừa nói. Thì ngày nay các em thấy là những cái nghiên cứu mới mà ta muốn khám phá về chức năng của não bộ của mình thì ta sử dụng rất nhiều cho cái functional MRI này hay là cái là PET scan nữa. Thì ta có thể thấy cái đồng bụng sẽ vô và sử dụng chuyên vô thì để người ta có cái mức độ chuyển hóa não như thế nào thì được gọi điện ra cái vùng của não sẽ tham gia những cái hàng đó. Nên là nhân cho những cái bệnh nhân cái thấy là nghiện chẳng hạn, chúng ta có thể tìm cách là người ta coi là cái vùng vị trí của cái cơ thể nhận dopamine làm sao, cái lượng dopamine trong cơ thể trong đó sẽ giảm như thế nào. Rồi giờ mình có một cái tình huống ha, bệnh nhân hiện thì không thể nói được kháng được bệnh tĩnh, ví dụ như bệnh phải hiện tốt bây giờ nhưng mà không trả lời được thì em dự đoán như là cái vùng nào cũng nào thương trên vùng nào Luca. Nè, Luca. Si. Thì đã em vừa nói nè, hiểu được, nhưng mà không có phát âm được, trả lời được thì mình sẽ bị tổn thương vùng vô can. Nếu như vùng vị trí là mình sẽ chẳng hiểu gì cả, do có cái gì như nói, em nói được rất nhiều, nói khá là vui vẻ, nhưng mà sẽ không có tổn thương. Còn hồi gốc thì nó sẽ liên quan đến gì là cái khả năng là bệnh danh, tên vật. Ví dụ như hồi đó mình chỉ nói thêm các bạn biết không? Thì ví dụ là như cho họ cái kia bút hỏi họ cái này là cái gì đây? Thì họ sẽ không gọi tên được đó là kia bút mà họ sẽ làm rất là khó khăn, sẽ suy yếu tên thôi. Nhưng mà mình hỏi họ chị giờ hỏi cái này mình làm cái gì? Thì họ sẽ có thể là họ sẽ có thể tìm một cái tên như vậy. Họ cầm cái kia bút đó lên, họ vẽ, họ ghi gì đó và quạt đó để chúng ta họ biết cái này cái chức năng của nó để làm gì ha. Hay là ví dụ như giờ đưa cho họ một cái ly, mình hỏi họ cái này là cái gì đi thì họ sẽ không gọi được tên liền, thực ra cho người của nó là cái ly, nhưng mà họ sẽ tìm cách họ gọi họ chỉ giờ biết cái này dùng để làm gì không, thì họ có thể làm cái họ là gì, họ rót nước cho cái ly, họ cầm họ uống, cũng như là họ hiểu họ làm được tốt, nhưng mà giờ họ bị vật cái vấn đề là họ không thể nào định danh được cái vật đó dùng để làm cái gì. Thì sau này các em lên tới 5 năm khi mà họ đầu tư sẽ có nhiều cái ta sẽ đánh giá là cái khả năng là không hiểu bệnh nhân, hay là cái khả năng phát âm thương lái hay không, hay là cái thứ ba là cái năng lặp lại từ là cái năng bệnh danh, hay là có nhiều khi là họ bị tổn thương hết tất cả cái vùng não này họ sẽ không làm được gì cả. Rồi thì nhắc lại một tí xíu về cái vấn đề cấp máu về não, lý do chị cũng đưa lại cái hình ảnh này em đi về chỗ mà cũng mà cũng cho em thấy là tương quan có liên quan nhiều vấn đề là cái cấu trúc về giải phẫu em học thứ nhất mà nó sẽ liên quan gì đến cái phần cái năng của tiết học năm thứ hai và sau này em muốn học tiếp thì năm sau khi mà em học tới về toán thì kỳ bạn còn nhớ này là cái gì các bạn sẽ còn gì không? Lewis. Lewis của bạn ha. Thì mình sẽ có cái động mạch não trước, động mạch não giữa và xong. Thì đây thì ông dám nhắc lại những cái phần và liên quan là nó sẽ còn có những cái nhánh nào rồi dòng máu từ cái động mạch nào tới ha. Chỉ nói lại ba cái động mạch chính có máu về đại não. Thì cái động mạch não trước của mình nó sẽ cung cấp máu cho động mạch trong cái đại não ở vùng trán đỉnh. Thì nghe anh thấy như là gì nói mặt trong trán đỉnh của mình nằm vào ranh giới là nó chi phối trên cái sơ đồ ống chiếu của phần đầu bên phần và hai phần. Các bạn thấy tương ứng nó sẽ chi phối cho cái phần còn lại của cái như này chân dưới chân mà làm tương ứng này. Nên nếu như mình tắt cái phần não trước thì bệnh nhân sẽ có gì chứng là bệnh sẽ bị yếu liệt ở chân, không có chuyện là bệnh nhân bị yếu liệt. Rồi giờ tới động mạch não giữa đây nó sẽ chi phối hết cho nguyên cái phần ngoài cánh đầu não, nguyên cái các em thấy nguyên gì có bàn tay tay xong tới là nguyên cái mặt của mình
chỉ cần là vận động. Ví dụ em thấy nếu như bị tắc cái mạch não giữa này thì bệnh nhân sẽ biểu hiện triệu chứng như sao? Rằng lộ là gì? Bị yếu cái tay, liệt tay và liệt mặt nhiều hơn. Cái chân nhiều khi nó làm cái ảnh hưởng. Thì mình xem tới cái động mạch não sau thì nó sẽ chi phối cho mặt trâu cái cầu não nhờ chậm cái dương và một phần chút xíu là đỉnh. Bây giờ cái vùng mà đỉnh của mình nó là nó hé, một phần là do sản trước, một phần là do động mạch sau chi phối cũng như là thì giờ mở xuôi tắt cái động mạch não sau thì mấy em sẽ thấy là giờ đây này còn lắm cái chân yếu ha, rồi có gì nữa không? Nghe có gì không? Nghe nhìn thấy có cái đồi thị nữa hả? Thường mà nếu như mà bị bắt cái nhắn mà mua cái đồi thị á cũng kiếm cặp mà xong một ngàn xui quá thì nghe đồi thị sẽ các bạn bị kiểu giống như vậy số lượng học tại đồi thị các bạn nó sao thế thì có người đồi thị sẽ có cái dạng kiểu kiếm nào đấy các bạn thường sẽ có gì là cái cảm giác sao ha, tại vì luôn tại vì tăng cái sao là giờ trước giờ mặc quần áo bình thường sao cho giờ ta nói là không mặc đồ đâu tại vì mặc đồ vô tao lắm phải họ lên da tao dữ lắm chứ mặc đồ đâu ha, thì nó có nhiều cái mà cho mình bị luôn nữa rồi nên là cái vòng xử lý nhắc lại nè, thì mặc là chứa một kiểu thôi sau thì các em sẽ thấy đây là trong số các cái này đó cái mẫu rất là nhiều, đây là một cái biểu cái mà các em sẽ nhớ cái chắn là tương ứng là cái mặt mũi nào, tại vì không phải là